Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bài số 8, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu. Vậy thì đầu tiên chúng ta đến với phần tóm tắt lý thuyết. Vậy quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Đầu tiên ta có định lý một trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở bên ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó. Đường vuông góc ngắn hơn mọi cái đường xiên, được chưa? Rồi ví dụ AH vuông góc với cái đường thẳng A thì AH sẽ luôn nhỏ nhất, đó, bé hơn cái đường xiên AC, đường xiên AD và đường xiên AB. Quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu. Vậy thì trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn, được chưa? Hình chiếu tức là, đây ví dụ AD, hình chiếu của nó là DH, được chưa? Còn AC hình chiếu là HC. Vậy thì ta thấy là DH lớn hơn HC nên suy ra cái đường xiên AD này lớn hơn cái đường xiên AC. Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn. Nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau, nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau. Đấy, nó ngược lại rồi. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta đến với các dạng toán thường gặp. Đầu tiên là dạng toán 1 này, chỉ ra hai đường xiên bằng nhau hoặc tìm ra hình chiếu bằng nhau. Thì ta sử dụng cái phương pháp là trong hai đường xiên kể từ một điểm nằm ngoài đường thẳng đến đường thẳng đó, nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau. Nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau. Dạng số 2 là so sánh đường xiên hoặc hai hình chiếu. Đó, thì ta có cái phương pháp như sau: đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn, đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn. Đó, nó ngược lại. Nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau, nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau. Dạng 3 là quan hệ vuông góc và đường xiên. Thì trong các đường vuông góc và đường xiên kể từ một điểm ra ngoài đường thẳng thì đường vuông góc ngắn hơn mọi cái đường xiên, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta đến với dạng 1, so sánh hai hình chiếu. Thì ở dạng 1 này ta đến với cái ví dụ 1, đúng chưa? Ở ví dụ 1 ta có là cho tam giác ABC nhọn AB lớn hơn AC, kẻ AH vuông góc với BC tại H. So sánh HC và HB thì ta dễ thấy, đúng không? Dễ thấy HB, HC lần lượt là hình chiếu của AB, AC lên đường thẳng BC mà AB lớn hơn AC. Do đó, HB lớn hơn HC, được chưa? Rồi ta qua ví dụ 2 ha. Cho tam giác GHK vuông tại H có GH bé hơn GHK, kẻ HY vuông góc với GK tại Y, so sánh IG và IK. Thì ta cũng là dễ thấy IG, IK lần lượt là hình chiếu của HG và HK, đúng không? HG, HK lên đường thẳng GK mà GH bé hơn HK. Đấy, do đó IG bé hơn IK. Rồi ta qua dạng số 2, so sánh hai đường xiên. Ví dụ 1, cho tam giác DEF vuông tại D. Trên tia đối của tia ED lấy điểm B sao cho EB bé hơn EQ. Rồi so sánh EB và FB và FQ, được chưa? FB và FQ. Rồi. Câu này ta giải như sau: vì EB bé hơn EQ nên DB bé hơn DQ mà DB DQ
lần lượt là hình chiếu của FB và FQ, đúng không? FB và FQ lên đường thẳng DO, được chưa? Lên đường thẳng DQ chứ, xin lỗi các bạn, lên đường thẳng DQ. Do đó FB bé hơn FQ, được không? Rồi, FB bé hơn FQ. Rồi bây giờ ta chuyển qua ví dụ tiếp theo nha. Là ví dụ số 2. Cho tam giác ABC vuông tại A trên cạnh AC, lấy điểm DE sao cho AD bé hơn AE. Ý A so sánh BD và BE thì ở ý A ta làm như sau. Ta có AD bé hơn AE mà AD AE lần lượt là hình chiếu của BD và BE lên AC, đường thẳng AC. Do đó BD bé hơn BE. Rồi, ý B. Sắp xếp các đoạn thẳng BC, BD, BE theo thứ tự độ dài giảm dần. Vậy thì dễ thấy AE bé hơn AC, được chưa? Mà AE AC lần lượt là hình chiếu của BE BC lên đường thẳng AC. Do đó BE bé hơn BC. Đó, vậy ta kết luận vậy. BD bé hơn BE và bé hơn BC, được chưa? Rồi, ta qua ví dụ số 2. Ví dụ này nó lặp lại rồi đúng không? Rồi, ta chuyển qua ví dụ 3 luôn nha. Ví dụ A là cho tam giác vuông ABC vuông tại A trên tia đối của BA và AC, lần lượt lấy các điểm B và Q so sánh CB và BQ. Thì từ giả thiết đúng không? Từ giả thiết ta có là AC bé hơn AQ, được chưa? AC bé hơn AQ mà AC, đúng chưa? AC AQ lần lượt là hình chiếu của BC BQ lên AQ. Do đó ta kết luận là BC bé hơn BQ. Rồi ý B, chứng minh BC bé hơn BQ. Rồi ta có AB bé hơn AP phở mà AB phở lần lượt là hình chiếu của CB phở lên cái đường thẳng AB. Do đó BC bé hơn BC. BC và B phở C á, bé hơn BC mà B phở C, đúng không? Bé hơn BQ nên BC bé hơn BQ, B phở Q, đây là điều phải chứng minh, được không? Rồi bây giờ ta chuyển sang ví dụ 4 ha. Cho tam giác MNB vuông tại M trên tia đối của MN, lấy điểm D so sánh BN và BD. Thì à, từ giả thiết ta có là MN bé hơn MD
mà MN, MD lần lượt là hình chiếu của BN, BD lên đường thẳng MD. Do đó, BN bé hơn BD. Rồi ý B, ta có ME bé hơn MB mà ME, MB, ME, MB lần lượt là hình chiếu của NE, NB lên MB. Được không? Do đó, NE sẽ bé hơn NB mà BN bé hơn BD nên NE bé hơn BD. Đây là điều phải chứng minh. Đó, nó tương tự ví dụ số 3 vừa rồi, được chưa nào? Rồi bây giờ ta chuyển qua ví dụ 5 ha. Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B lớn hơn góc C, gọi H là hình chiếu của A lên BC, so sánh HB và C. Thì đầu tiên là ta xét cái tam giác ABC có góc B lớn hơn góc C nên AC sẽ lớn hơn AB. Rồi, mà HB, HC lần lượt là hình chiếu của AB, AC lên đường thẳng BC. Do đó, HB bé hơn HC, được chưa? Rồi ý B, ta có HB bé hơn HC này. Ta sẽ đi chứng minh cái điều đề bài yêu cầu là EB bé hơn EC. Rồi, mà HB, HC lần lượt là hình chiếu của EB, EC lên đường thẳng BC. Do đó, EB bé hơn EC, được chưa? EB bé hơn EC. Rồi bây giờ ta chuyển qua cái ví dụ tiếp theo là ví dụ 6. Cho tam giác DEF nhọn có DE lớn hơn DF. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với EF tại K, so sánh KE và KF. Rồi ý B, trên tia đối của tia DK lấy điểm H chứng minh HE lớn hơn HF. Rồi câu này cũng khá là tương tự giống cái câu phía trên á. Rồi ý A, từ giả thiết đấy, ta có DE lớn hơn DF mà KE, KF lần lượt là hình chiếu của DE, DF lên cái đường thẳng là FE, được chưa? Do đó KE lớn hơn KF. Rồi ý B, ta có KE lớn hơn KF mà KE, KF lần lượt là hình chiếu của HE, HF lên FE. Do đó là HE lớn hơn HF. Đây là điều phải chứng minh. Được không? Rồi. Bây giờ ta đến với cái dạng tiếp theo. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Vậy thì ta sử dụng cái định lý đường vuông góc ngắn hơn đường xiên kể từ một điểm đó. Ví dụ một, cho tam giác ABC, điểm E nằm giữa BC. AE không vuông góc với BC. Gọi H là và K là chân các đường vuông góc kể từ B và C lên đường thẳng AE. So sánh HB và HC, được chưa? So sánh HB và BE. Rồi ý A, dễ thấy
Dễ thấy, BH là đường vuông góc, BE là đường xiên, kẻ từ điểm B đến AK. Do đó, BE lớn hơn BH. Rồi ý B ta thấy, rồi ta đi chứng minh cái BC lớn hơn BH cộng CK nha. Dễ thấy CK là đường vuông góc, CE là đường xiên, kẻ từ điểm C đến cái đường thẳng AK. Do đó CE sẽ lớn hơn CK, được chưa? CE sẽ lớn hơn CK. Rồi tiếp theo, suy ra BE cộng CE lớn hơn BH cộng CK, hay BC sẽ lớn hơn BH cộng CK, được chưa? Rồi, ta qua ví dụ số 2. Cho tam giác MNB nhọn, kẻ MD vuông góc với NB, kẻ NE vuông góc với MB. So sánh MN và MD, MN và MD. Rồi bây giờ ý A thì dễ thấy, MD hay DM là đường vuông góc, MN là đường xiên, kẻ từ điểm điểm M đến NB. Do đó MN lớn hơn MD, được chưa? Ý B ta thấy NE là đường vuông góc, NM là đường xiên, kẻ từ điểm N đến MB. Đó, do đó MNE, xin lỗi, mà là MN sẽ lớn hơn NE. Suy ra 2MN cộng cho MN, ta cộng vế theo vế thì sẽ lớn hơn MD cộng cho NE. Đấy, vậy ta chứng minh được là hai lần MN lớn hơn MD cộng cho NE. Rồi, ta chuyển qua bài tập về nhà. Đó là ta có tam giác ABC có AB bằng 3, AC là bằng 5. Kẻ AH vuông góc với BC tại H, hãy so sánh độ dài HB và HC. Rồi vậy từ giả thiết ta có là AB bé hơn AC mà HB, HC lần lượt là hình chiếu của AB, AC lên đường thẳng BC. Do đó HB bé hơn HC, được chưa? Rồi bây giờ ta qua bài số 2. Cho tam giác MNB vuông tại M có MN là bằng 6. Trên tia MN lấy các điểm DE sao cho MD là bằng 3. ME là bằng 8. So sánh độ dài BD và BE. Rồi, tiếp theo là sắp xếp. Vậy thì đầu tiên là từ giả thiết, đúng không? Ta có MD bé hơn ME mà MD, ME lần lượt là hình chiếu của BD, BE.
lên đường thẳng ME. Do đó BD bé hơn B, BE. Rồi ý số 2, sắp xếp đúng không? Ta có MD bé hơn MN, bé hơn ME. Mặt khác là MD, MN, ME lần lượt là hình chiếu của BD, BN, BE lên đường thẳng ME. Được chưa? Vậy BD bé hơn BN, bé hơn B, BE. Rồi tiếp theo tôi qua bài số 3 cho tam giác ABC vuông tại A này. Lấy các điểm MN trên cạnh AB và AC, so sánh MN và MC. Rồi. Bây giờ ý A ta có là tự giả thiết. Ta có AN sẽ bé hơn AC. Mà AN, AC lần lượt là hình chiếu của MN, MC lên AC. Được chưa? MN và MC trên AC. Do đó MN bé hơn MC. Rồi ý B chứng minh MN bé hơn MC. BC, xin lỗi các bạn. Rồi ta có AM bé hơn AB mà AM phẩy AB lần lượt là hình chiếu của MC, BC lên AB. Do đó MC bé hơn BC kết hợp ý trên suy ra là MC sẽ bé hơn BC. Được chưa? Đây là điều phải chứng minh. Rồi, kết thúc bài 3, cũng là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Mong rằng các em có thể hiểu bài và làm được những cái bài tập liên quan đến quan hệ giữa đường vuông góc và đường sin. Nếu thấy hay, các em hãy like, share cho bạn bè của mình cùng biết. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Bye bye!